Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 10 tháng 7. Và video này thì em giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm dây thắt lưng, dây nịt của nam, của nữ, hàng mới về cũng như hàng sale anh chị nha. Và một số cái sản phẩm túi xách hàng đẹp đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này và em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Thêm một lưu ý nhỏ nữa, hy vọng là anh chị mình thông cảm là hàng nó về liên tục luôn. Em phải quay liên tục để giới thiệu với anh chị đó, cho nên là không có thời gian để chụp hình sau video đâu anh chị. Những cái sản phẩm nào em đã giới thiệu trên video rồi và giới thiệu rất là kỹ rồi, mình vui lòng mình xem kỹ trên video anh chị ha. Còn về giá thì mình cũng rất yên tâm là giá em báo trên video là giá tốt nhất rồi. Mình cũng muốn là báo giá tốt nhất để mình bán nhanh bán gọn anh chị nha. Mình mua một cái hai cái cũng vậy luôn, hoặc là mình mua 5 cái 10 cái thì nó cũng vậy à. Anh chị khỏi phải lăn tăn về giá, mình mua nhiều mà không bớt hay gì không có anh chị nha. Shop em thì không có bán giá cao để cho anh chị mình trả giá để bớt giá thì không có anh chị nha. Mình có thể vui lòng xem kỹ, nếu mình ok thì mình chốt cái mức giá đó giúp em cho cái sản phẩm đó. Còn mình thấy nó chưa có phù hợp thì mình có thể chờ những cái sản phẩm khác, hoặc là chờ những cái đợt nào mà em có chương trình sale khuyến mãi hay gì đó thì mình chọn mua anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có cái một số cái dây thắt lưng nha. Em có cái sợi dây này á, là của đợt trước nè, em còn một hai sợi dạng này thôi. Dành cho chị nào, cái này nữ nha, dành cho chị nào mình thích gu vintage, lạ lạ độc độc. Cái này mình mặc với quần jean nó đẹp lắm nha. Nó đi chung với quần jean hay là quần màu trắng á, nó cực kỳ đẹp luôn, trong váy màu trắng rồi ha. Nó rất là phù hợp. Nhưng mà điều cái này thì size nhỏ thôi, size tầm khoảng SM thôi. Chị nào mà sang L, tức là cái eo mình khoảng từ 75 đổ lên đó, thì nó hơi chật nha anh chị, mang không vừa, mang không được luôn á. Ví dụ như em là sang L nè, lại mang cái này không vừa nha. Cái này là độ mới khoảng cỡ 82-85% chất da miếng, như vậy người ta sẽ bệnh đan lại với nhau thành cái sợi dây thắt lưng ha. Cái chỗ này bên trong nó sẽ là cái kim loại rồi người ta bọc da lên. Hàng này được made in Uruguay nha anh chị. Cái chỗ này thì nó có hơi bị sần sần giống vậy nè. Ghi mã số gì đó 442 là gì đó không biết nữa, nhưng mà nó hơi sần sần rồi, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến mình sử dụng đâu anh chị ơi. Mình lưu ý cái này chị nào ăn L thì mình không vừa. Sang cái bảng dây của nó sẽ được đó là 3 cm ha. Cái chiều dài của sợi dây nó khoảng cỡ 88 thôi đó. Lưu ý là chị nào cỡ tầm size S đến size M là mình xài vừa nha, còn L là không vừa. L mình chọn những cái khác. Cái này em còn có một cái thôi, cho nên là em sale cho mình với giá 200, mã số là A51, giá 200.000. Bình thường mấy cái dạng dây này thì em bán tầm khoảng 280, 350 gì đó. Cái này còn có một sợi thôi, em bán 200. Chị nào mình chưa có mua được hoặc là mình thấy mình thích cái này thì mình chốt giùm em ha. Rồi, em có một cái sợi dây này bằng vải nha. Sợi dây này đẹp nè, nam nữ xài được nè, nhưng mà để em đo cái kích thước xem như thế nào, coi các anh xài vừa không ha. Dây này là hàng hiệu của New Yorker. Đó, người New York hả? Rồi, độ mới rất là cao nha. Ở dưới này là vải phối với lại cái viền bằng da thật đó anh chị. Cái viền này là da thật, cái chỗ này là da nha. Chỗ này nó còn sáng trưng như vậy luôn. Còn cái thân của nó sẽ là bằng vải bố, cho nên xài nó rất là bền anh chị ha. Mẫu này thì gu chất luôn, gu chất chất bụi bụi đường phố rồi nè, là mình xài cái này đẹp các anh chị nha. Cái bảng dây á, thì được khoảng 2.8 đến 3 cm đó anh chị. Chiều dài của sợi dây này dài nha, được khoảng 110. Em sang L là em xài nó còn dư 2-3 nút luôn nè. Chị nào xài XL mang vừa luôn. Còn nam thì phải nghe giùm em cái size đó nha. Nam này thì cái vòng bụng phải hơi ốm ốm nhỏ nhỏ mình mới xài vừa ha. Rồi, dây này rất là đẹp luôn. Cái mặt còn rất mới nha anh chị. Chốt giùm em mã số là A52. Vải phối với lại da, em bán cái này cho mình với giá là 280. Mã A52 giùm em, giá 280.000 cho cái sợi dây này ha. A52 giá 280. Em có tầm khoảng đâu đó 10 sợi, mười mấy sợi gì đó, rồi qua tới túi nha anh chị. Túi mới về cũng có, túi hàng sale cũng có. Bữa nay em có một ít cái túi du lịch em sale cho nó dọn gọn cái kho nè anh chị. Nó rất là bự luôn, mà để ở đây thì nó không có chỗ em khui hàng mới á. Túi du lịch anh chị nào đang cần thì đợi em tí xíu, ở khúc cuối em sẽ sale túi du lịch nha. Em có một cái này nó còn full box nè, mình mua tặng ok. Cái này là của Renoma, nó còn cái hộp giấy nhưng mà hộp giấy nó cũng bị cấn cấn nha anh chị, hàng hàng Renoma của Paris ha.
Bên trong là một cái sợi dây thắt lưng này bằng da, nó vậy thôi, nó không có thêm túi vải thêm gì đâu, bằng da thật nha anh chị ơi. Trên cái khoen này người ta dập chữ Renoma luôn, hiệu này là hiệu của Pháp. Dây này ngắn rồi, dây này giờ ngắn rồi, em size L là em xài được cái nút này, hoặc là các chị mình có thể bấm thêm một hai nút nữa nha. Mẫu này thì hơi ngắn cho nên là ví dụ nam mình mua thì anh đó phải cái bụng nhỏ xíu, hoặc là mình phải mua về mình lấy cái mặt này mình phải thay cái dây khác. Anh chị nam mình muốn xài cái này thì nó hiện tại cái dây này nó ngắn xài không vừa đâu anh chị nha. Hàng của Renoma Paris người ta dập trên da luôn, mặt trong mặt ngoài đều là da bò hết, và cái này độ mới chín mấy phần trăm, mình mua tặng ok ha. Size ngang của cái này là được 3.2. Rồi cái sợi dây này là bao gồm cái mặt luôn á là được 94 thôi. Chị nào L mình bon chen được cái nút này, hoặc là mình bấm thêm một hai nút nữa thôi ha. Vừa nhất vẫn là size M, còn size S thì một những cái nút nhỏ bên trong. Mẫu này của nữ nha anh chị và rất mới luôn. Em bán cái này cho mình với giá là 550. Hàng hiệu xịn nha, 550. Anh chị mua tặng cái này ok đó. 550, mã số là A53, giá là 550 cho cái sợi dây này ha. Em còn dự định lên áo nữa kìa mà không có biết có kịp hay không nữa. Em về một số cái áo da của nam rất đẹp luôn. Áo lông thì của nữ, áo da thì của nam. A53, 550 cho cái sợi dây này. Không kịp thì trưa mai nha anh chị. Em có một dây này là hàng của hàng hiệu nè. Đây. Made in Italy ha, hiệu của nó là Dsen của Italy nha anh chị. Nhưng mà cái mặt của nó thì nó sẽ có bị có độ cũ giống vậy. Đó. Y hình luôn ha. Da thì da miếng, cái này dành cho nam rất chất. Bên trong nó sẽ là như vậy, người ta cũng xài nhiều đó anh chị. Nó chất thôi chứ nó không có mới đâu nha. Có logo hiệu đây, chứng nhận là da thật đây, và có mã số đây, size 85. Made in Italy. Để em đo nha. Lưu ý là cái mặt nó cũng hơi cũ nha, và cái dây nó cũng hơi cũ nhưng mà mình vẫn xài được bình thường. Chiều cái bảng của cái dây là được 4 chấm ở 3.7. Một hai cái sợi chỉ đó, nó có bị bung sợi chỉ giống vậy. Rồi, chiều dài của cái sợi dây này bao gồm cái mặt luôn á thì nó sẽ tầm được khoảng 105. Xê xích ở chút xíu nha anh chị nha, 105 dây này của nam. Nhưng mà nó có hơi độ cũ nha. Em sale cái này cho mình 200 luôn. Chốt giùm em mã số là A54. A54 này giá 200 ngàn cho cái sợi dây này của nam, rất chất nha. Gu chất hả, lấy cái này mặc với quần jean, áo thun bụi bụi là ok. Chứ còn mình đi làm đồ này kia mặc quần tây thì mình chọn những cái mẫu khác nha anh chị. Em có một cái sợi này là vải bố nha, người ta cũng đang giống cái sợi dây đầu tiên đó. Nhưng mà là phối da nè, rất mới, cái mặt cực kỳ mới luôn. Hiệu của nó là hiệu Notroatus gì đó, Cintur. Cái mặt còn mới lắm. Chỗ này là da, phần này là vải, người ta bệnh người ta thắt lại nha chứ không phải da thắt. Nó chỉ có mấy cái phần đậm đậm này là da thôi. Rồi. Mẫu này thì mình xài tới đâu mình gài tới đó nha anh chị ơi. Dây này dài đó. Dây này dài nha. Size chiều dài của nó sẽ được khoảng là 104 105. Cái bảng dây thì là được bản dây là được 3.5 nha anh chị. Nhưng mà lưu ý cái này nó vải ha và chắc lắm, cực kỳ đẹp. Mẫu này nam xài ok, nữ mình xài cũng được, tùy thôi. Mình gu chất thì mình lấy cái này. Em bán cái này cho mình với giá là 260 ngàn. Mã số là A55. A55 này giá 260 cho cái sợi dây này nha anh chị. Dây này dài, nam mình xài ok, nhìn chất lừ. Rồi tiếp tục. Em có cái gì nó có hộp kìa. Mua tặng ok nè. A55 206. Cái này có hộp nè anh chị. Cái này cái gì đây? Cái hộp giấy nha, nhìn như gỗ nhưng mà nó là giấy. Fashion Bell Made in Japan. Mẫu này kiểu kiểu giống vậy, hôm trước em có bán một cái nè. Nhưng mà cái phần da của nó hơi cứng, hơi hơi bị lão quá rồi. Hư cái da. Da này mình về mình xài thời gian ngắn thôi, một hai lần gì đó thôi, rồi mình lấy cái mặt này mình đi thay nha anh chị nha. Made in Japan luôn, cái mặt là cũng gài gài vô cái mấy cái lỗ đóng này, gài vô lỗ đóng như vậy ha. Rồi đó, mặt dây này của nam nhưng mà điều nè, khi mình tháo ra thì nó sẽ bị như vậy, nó không có được đẹp cái phần dây nha. Coi như là em bán cái mặt thôi anh chị ha, để đo.
Cái sợi dây này mình mua về mình có thể xài được thời gian ngắn 3 cm cái phần bản dây. Còn cái chiều dài của cái dây này bao gồm cái mặt luôn á thì nó sẽ là, nó để lâu quá đó, nó cong cong quẹo quẹo, nó khoảng 100, mở khoảng 100 cho cái chiều dài tổng bao gồm cái mặt nha anh chị. Rồi em bán cái này cho mình 200 luôn, 200 ngàn nha. Đâu rồi, đây 200 ngàn made in Japan như vậy ha, còn hộp và tình trạng như hình nha. 200, chốt cho em mã số là A56. A56 giá 200 ngàn cho cái hộp này. Rồi hàng made in Japan luôn đó, nhưng mà thời gian lâu quá thì nó có này có kia. Rồi tiếp tục, em có một cái sợi này màu da bò rất đẹp luôn nè, bằng da luôn. Cái này đẹp quá, mẫu này của nữ nha. Đây, mẫu này mình xài gì cũng được, quần jean, quần tây, chân váy, đồ đi làm, đồ ok hết, đồ đi chơi ok luôn nè. Đẹp lắm, cái màu nó chất vô cùng luôn ha, độ mới khoảng 85% á anh chị. Xài tới đâu gài tới đó nha, không có thấy hiệu đâu. Size của nó sẽ được là 3 cm, 2.8 đến 3 cm đó anh chị. Để em đo theo eo của em. Cái này eo 75 vừa luôn, là cỡ khoảng size L là các chị cũng mang vừa. Rồi hoặc là mình đóng nút thêm nha, nó còn dư khúc để mình đóng nút nè. Cái này cỡ khoảng 48 phố hồn là khoảng 95 96. Đó, 95 96 ok. Thì đó em đo thử theo eo của em thì nó khoảng eo 75 size L là mình mang vừa cái này. Không có hiệu nha, nhưng mà độ mới còn cao. À nó có cái hiệu dập chìm ngay đây em không thấy. Đây, có cái logo ngay đây. Không có ghi made in nước nào đâu anh chị. Rồi, chị nào thích cái mẫu này thì mình chốt giùm em, cái màu này dễ xài lắm nha. Em bán cho mình với giá là 250. 250 cho cái sợi dây này, mã số là A57. A57 giá 250 cho cái sợi dây này nha. Rồi, tiếp theo. Để kiếm sợi dây nam ơi. 250 nè, A57 nè. Sợi này của nam nè anh chị. Sợi này là của diazen luôn nè. Diazen này màu đen da miếng nè. Cái mặt của nó cũng đen như vậy ha. Rồi có mã số đồ đây. Rồi made in Italy đây. Cái da này nó cũng chất nhưng mà độ mới nó cao hơn cái vừa rồi. Đó, quá trời mã số luôn, made in Italy 100% da thật nha. Bell model gì đây nè. Rồi mã số quá chừng luôn, mẫu này của nam chắc ăn. Chỗ này thì người ta có gài tới gài lui nó hơi sần sần đó chị ha. Mà hàng si không tránh khỏi, nhưng mà cái này nó chất dữ lắm, độ mới cao. Size ngang là được 3.7 nha. Rồi, chiều dài này bao gồm cái mặt luôn á thì nó sẽ được á là cỡ khoảng 108 cm ha. Đó. Mẫu này em bán cho mình với giá là 350. Các anh mình chốt giùm em mã số là A58. A58 này giá 350 cho cái sợi dây đen này của Diazen luôn nha, hàng made in Italy. 350 thôi, mã số là A58. Hàng anh chị chốt hôm nay thì sáng mai em đi đơn anh chị ha. Rồi, tiếp tục. Có một cái sợi dây này hàng của Puma. Ôi ôi cái mặt Puma này nó đẹp. Rất đẹp, cái mặt đẹp lắm nha. Nhưng mà cái đây, nó còn cái tem Puma mã QR đây. Cái dây thì nó hơi không đẹp nha. Cái dây da nó có bị lão quá rồi anh chị. Mặt trước, mặt ở mặt trong, mặt ngoài đều là da hết. Dây này là dây da thật luôn nè, nhưng mà người ta để lâu á nó bị là khô nứt nẻ như vậy nè. Mình vẫn xài được đó anh chị, nhưng mà về độ bền thì nó không bền nha. Mình mua về mình lấy cái mặt này mình đi thay cái khác quá đẹp, mặt Puma cực kỳ xịn luôn, cũng mới gặp lần đầu ha. Rồi size của nó sẽ được là 3 cm cái bản dây. Chiều dài của sợi dây này mình xài thời gian ngắn thôi, mình đi thay cái khác nha. Chiều dài cái sợi dây này nó khoảng tầm được 100. Đó, mẫu này nam nữ xài được hết. Chủ yếu là mình lấy cái mặt này nha anh chị. Em bán mình với giá là 208. Cái mặt Puma rất là đẹp luôn. Mã số là A59. Giá là 208. A59 nha. A59 giá là 280 ngàn cho cái sợi dây này. Rồi. Để em bỏ vô để thôi nó lộn nha. Tiếp theo là em sẽ có sợi dây này bằng vải màu xanh dương rất là đẹp, độ mới cao lắm nè. Bằng vải nhìn nó chất lắm nha. Đây.
vải cũng đang đang bệnh bệnh như này, đẹp lắm. Nó giống giống cái sợi dây lúc nãy đó. Phối với lại da, cái dây cái mặt thì nó màu vàng ống luôn. Cái chỗ này nó hơi sờn sờn, không ảnh hưởng đâu ha. Còn cái phần dây vải thì rất ok. Nó mặt trong của cái da đó, người ta không có thuộc gì thêm, đó là cái sớ. Rồi, dây này á, thì chiều dài của nó thì khoảng cỡ 96. Đó, có khoảng 96 nha. Bản dây này là được 3.5 nha anh chị ơi. Bản dây thì 3.5, chiều dài cỡ khoảng 96 anh chị ha. Màu xanh rất là dễ thương luôn. Độc lạ. Cái này anh chị sẽ chốt giùm em giá của nó sẽ là 280 ngàn. Mã số là A60. A60 này giá là 208. Cho cái A60 này nha. 208. Rồi. Tiếp tục. Để coi còn cái nào hiệu xịn không. Dây này của Nam nè. Eyeliner nè anh chị. Hồi ôi da châu Âu luôn. Các anh chốt liền cái này nha. Cái mặt này là made in Italy luôn nè anh chị. Hàng Eyeliner này là của Đức nha. Nhưng mà thường sản phẩm của nó sẽ được made in Italy. Đây. Logo Eyeliner đây nha. Dây Nam nè. Dây này đi làm mặc quần tây quá đẹp luôn. Độ mới cao anh chị ha. Nó không có cái hộp thôi nhưng mà rất là mới nè. Mới 88-89%. Size của nó là được 3.4-3.5 nha. Cái bảng á. Còn cái chiều dài của sợi dây, dây này để em đo cái chiều dài lại nha. Dây này đẹp nè, các anh nào mình đi làm mặc quần tây đồ này kia mình lấy cái này liền. Rất dễ phối đồ. Dài lắm, 108 lần anh chị ơi. 108 cái anh chốt vi vu ha. Đây, chất này rồi. Cái chỗ này nè anh chị. Dường như là mình có thể thay hai hai màu đó, màu nâu với màu đen này nè, mình có thể thay qua thay lại chỗ cái mặt này ha. Cái chỗ cái mặt màu nâu này nó có hơi cấn cấn trầy trầy một hai lần nhưng mà không ảnh hưởng đâu. Rồi mấy cái chỗ này là khi mà ta xếp gấp lại á, cuốn lại đó để người ta vận chuyển đó, khi mình xài thì nó sẽ thẳng ra như vậy, không sao nha anh chị. Rồi, cái phần này là em thấy chưa có gài vô lần nào luôn đó, rất mới nha. Kiểu như là người ta để vận chuyển không kỹ thôi chứ không phải là xài rồi đâu. Mẫu này dường như chưa xài. Hàng hiệu của Eyeliner của Đức nha anh chị ơi, và sản phẩm này được made in Italy. Anh nào thích cái này thì chốt giùm em bán cho mình với giá là 680 ngàn. 680 nha, mã số của nó sẽ là A61, giá là 680 ngàn. Dây của Nam bằng da. Quá đẹp. Cầm cái da cũng đẹp mà cái mặt của cái dây này nó cũng đẹp nữa. Của Nam á, nãy giờ thấy được cái sợi dây này là để các anh mình đi làm công sở đồ mang cái này ok nè. Mà điều mình tặng á thì phân vân nha anh chị nha, tại vì nó có cái vết một hai vết trầy đó đó chứ nó không có full box hay là hoàn hảo 100% đâu. Giá quá rẻ cho một cái sợi dây da thật hàng hiệu rồi. Em có một cái sợi dây này hàng hiệu của Ferragamo, Salvator luôn nè. Dây này của nữ. Cái mặt của nó thì nó có hơi bạc bạc nha. Đó, mặt thì nó sẽ tông vàng, cái này mình xi vàng lại là ok. Mà mấy cái thương hiệu này xịn xịn không nha. Dây là dây da bò, dây này có xài rồi nha anh chị. Dây này của nữ và có xài rồi ha. Hai mặt, một mặt màu đỏ. Không không, cái này không có xài hai mặt đâu, mình xài một mặt màu đen thôi và cái lót trong màu đỏ đó. Cái bảng dây á thì nó sẽ được đó là 3.3 3.4. Chiều dài của sợi dây này bao gồm cái mặt luôn là khoảng 102, 103. Cái phần dây thì nó có độ cũ, phần mặt này cũng có độ cũ sơ sơ. Nhưng mà hàng hiệu rất là xịn luôn. Em bán cái này cho mình với giá là 390 ngàn. Mã số là A62 cho cái dây Sabato. Cái này mình đem ra tiệm cho người ta xi vàng lại là quá xịn rồi. Còn cái da này mình còn xài êm lắm nha anh chị. Nó có hơi kiểu như đã qua tay sử dụng rồi đó, nhưng mà cái da nó còn đẹp lắm, không có bị lão hóa hay bị lỗi gì hết trơn á. A62. Rồi, tiếp theo. Ôi bay lì luôn rồi nè. Quá trời hiệu rồi. Cái mặt của Bali nè anh chị. Bali này chỗ này nó cũng có hơi sờn nhẹ nha, nhưng mà không có sờn nhiều như cái Salvatore Made in Italy nha anh chị. Mặt này mình lao sơn cái là ok. Nam nữ xài được cái dây này, xem dây này dài nè. Cái bảng nó không quá to, có xài rồi nha. Đây, Bailey Made in Italy, mã code đồ đây. Cái bảng dây này đó là nó sẽ là
2.5, bản dây 2.5 thôi. Cái đĩa quần mình hơi nhỏ nhỏ là mình xài cái này cũng ok nè. Rồi chiều dài nó dài nha. Chiều dài này là được 108 luôn. Đó, cái này nam mình vẫn xài được nha anh chị. Lưu ý giùm em là cái chỗ này nó hơi bạc nhẹ 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 ở trên đây nè. Nhưng mà lau chùi lại giùm em là ok ha. Dây da bò hàng hiệu của Bailey. Dây là dây zin luôn đó anh chị, dây zin của Bailey luôn. Phần da nó còn rất ok. Mẫu này em bán cho mình với giá là 450. 450, mã số của nó sẽ là A63. A63 giá là 450 cho cái dây này nha. A63 giá 450. Một hai dây nữa em qua túi nha anh chị. A63 giá 450 cho cái sợi dây này. Tiếp tục. Dây gì của Nam đẹp đẹp nữa nè. Dây này là da mộc nha. Này không, à đây. Chứng nhận da mộc hàng hiệu của Ferravic of Italy. Rồi, nhưng mà trên cái mặt á, thì nó không có hiệu nè. Trên mặt không có hiệu, da là da mộc miếng nha anh chị. Ở trong đây chứng nhận là da thật nè. Fabric này là diễn biết của Italy ha. Da Italy đó, còn cái mặt á, thì không có ghi gì hết trơn nha. Rất chất luôn, đẹp quá. Da là da mộc miếng luôn nha anh chị. Size của nó sẽ được có là 3 cm cái bản nè. Chiều dài dây này chắc của nam, chiều dài nó dài nè. Dây này cũng rất là độ mới cao và da mộc đẹp lắm. Size được 105 bao gồm mặt nha anh chị. 105 bao gồm mặt. Cái này dạng như dạng thủ công á, giống như hàng thủ công á. Đẹp lắm, cái da nó màu người ta gọi là màu mật ong đó. Rất đẹp luôn. Thì dĩ nhiên nó phải có trầy móng tay nha anh chị, nó sẽ là da dạng da mộc á, anh nào mình thích da mộc thì mình ok lấy cái này liền giùm em. Mã số của nó sẽ là A64, em bán cho mình với giá là 390 ngàn. 390 nha, A64 giá 390 ngàn, rất rẻ cho cái sợi dây này đó. Rồi. Quá đẹp. Mấy sợi dây này đẹp 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 không à. Mình đi ra ngoài ở người ta treo treo đó. Người ta bán giá mắc lắm anh chị ơi, nhưng mà da nó không xịn như vậy đâu. Có một sợi dây này hàng của hiệu nè, hiệu này là hiệu Marelli gì đây nè anh chị, nó có hơi trầy trầy trên cái phần mặt nha, người ta cũng xài nhiều đó. Cái da này người ta có đục lỗ như vậy, cái này mình về mình đánh xi đen lại giùm em ha, nó có bị sần sần nhưng mà cái đó đánh xi là nó ổn thôi. Mặt mặt trên á, còn mặt dưới thì kệ nó, khỏi đánh cũng được, và có xi nâu mình đánh vô nó sờn chỗ này, tại người ta gài nhiều đó anh chị. Da này nó không có hư đâu, nó chỉ sờn do thời gian thôi. Mình về mình đánh xi hay là mình cứ để vậy mình xài, độ bền nó cũng cao ha. Cái bảng dây này là được 3.2 anh chị ơi. Còn cái chiều dài của cái sợi dây này là được chiều dài nè. Chiều dài sợi dây này là được 106, 108 gì lận, dây này của nam nha. Cái mặt còn rất ok. Và cái dây này mình về mình xử lý rất là dễ ha. Nhìn nó chất vô cùng. Da còn xịn lắm nhưng mà người ta xài rồi cho nên nó có độ sờn thôi. Chứ không có rách, không có hư da, không có bị nổ và gì hết anh chị. Rồi mẫu này em bán cho mình với giá là 300 đi. Mã số là A65. A65 giá 300 ngàn cho sợi dây này. Mã số là A65 nha anh chị. A65 giá 300. Rồi. Em qua tới túi nha anh chị ơi. Em có cái túi này bằng vải nè anh chị, độ mới rất là cao nha, góc cạnh còn cực kỳ đẹp luôn. Nó vải thôi chứ nó không phải là da thật nha anh chị, nó không phải bằng da bò đâu ha. Mình có thể xài hai kiểu, mình cầm như collet cầm tay như vậy cũng được, hoặc là mình gắn cái sợi dây vô mình đeo nha. Mẫu này hôm nay em sale xả kho luôn ha. Size ngang là được 21.5 nhân với lại 16, rất mới luôn nha anh chị. Các chị các cô mình xài mẫu này ok nè. Mình xài được nhiều kiểu lắm, mà mình đựng mấy cái điện thoại luôn. 100 ngàn. Mã A66 giá 100k cho cái túi này. Túi này xài được hai kiểu, còn sợi dây nó bằng vải của Nhật đó. Mà thường thường mình mua hàng Nhật á, thì mình mới thấy mấy cái dòng vải như vậy thôi nha anh chị. Rồi tiếp tục em có một cái collet này. Hàng của United Polo International ha. Cái phần vải bên ngoài đó nó giống y chang như là của Hunting World vậy đó anh chị. Mẫu này là collet cầm tay nhưng mà độ mới nó không quá cao đâu. Vải dù phối với lại da và nó có trần bông bên trong, mình thấy nó xốp xốp nè. Cái phần da mộc thì nó có độ sờn. Phần vải thì rất ok nha.
Vải thì rất ok ha. Độ mới này cỡ khoảng 80% thôi. 25 nhân với lại 19, góc cạnh có sờn, cái này là nó sờn do thời gian thôi chứ không có rách lỗi, không có hư da gì hết nha. Hiệu này là hiệu của Polo, là hiệu của Mỹ anh chị. Bên trong là người ta lót da anh chị ha. Sản phẩm này được made in China. Lót da như vậy, có một cái ngăn lớn, ngăn khóa kéo nhỏ, còn cái sợi dây đeo luôn, sợi dây này cũng là da mộc luôn. Ở ngoài trước này có một ngăn nữa nè. Rồi, mẫu này là anh nào thích thì mình chốt giùm em mã số là A67, em bán cho mình với giá là 150 ngàn. A67 giá là 150 cho cái này. Mình đựng giấy tờ đồ này kia bỏ trên xe hoặc là đựng này đựng kia ok anh chị, giá quá rẻ luôn. Em có một cái collet này của Dunhill. Collet cái mẫu này của Dunhill thì lâu lâu mình mới gặp một lần. Trước đây có một lần em gặp được cái cặp là tới giờ luôn. Collet thì cũng chắc bán được có 5 cái collet cái mẫu dạng này. Chỗ này nó có một cái vết gì đó sờn sờn ha. Mình có thể đánh xi đen lại giùm em. Hàng của Dunhill anh chị, một thương hiệu rất là xa xỉ nha. Mẫu này thì nó là foam hộp như vậy, chất da y hình. Chỗ này á, cái khóa này á, thì nó có bị oxy hóa nè. Đó, tróc tróc oxy hóa đây anh chị ha. Rồi size của nó sẽ được đó là 28 nè nhân với lại 19, 28 nhân với lại 19 nha. Mở là mở vậy, bật cái này lên, nó có chìa khóa đó nhưng mà chắc mất rồi, mất chìa khóa rồi. Bên trong nó như vậy, có một cái ngăn lót là lót vải, chỗ này là lót da. Sản phẩm này được made in răng, mình dây mình muốn xài thì mình kéo ra, không xài cất vô. Một số cái chỗ mà ghép không, một số cái chỗ mà nó hai cái nó đụng nhau giống vậy nè anh chị, thì nó khi mà mình bật ra thì nó có trì trầy như vậy ha. Tổng thể thì không có rách lỗi gì nhưng mà nó không có phải là mới ken nha. Mình mua mình sử dụng, anh nào mình đã có xài Dunhill á mà mình chưa có mẫu này thì mình có thể mua cho nó đầy đủ bộ sưu tập cũng được ha. Mẫu này cũng hiếm gặp, ít gặp chứ không phải quá hiếm nha, nhưng mà ít gặp thôi, ít gặp hơn mấy mẫu khác. Em bán cái này cho mình với giá là 550, mã số là A68. Dunhill mà bán giá như da bò bình thường đó anh chị, A68 giá 550 cho cái collet này. Cái này gì, cái này là một cái để tí hồi có cái độn phơm đi. Cái túi vàng này đẹp dữ lắm nè, để em xem cái túi vàng này nha. Đây rất đẹp, mẫu này thì nó phơm phơm hộp sách như vậy, nó hơi trầy cấn trong này một chút nhưng mà chưa có xài đâu anh chị, rất mới luôn ha. Không có dây đeo nha, không có thiết kế dây đâu anh chị ơi. Size ngang, size cao lên là được 15, size ngang đáy là được 17.5. Cái này ngang miệng của nó sẽ được là 22. Độ dày cái túi là 10 cm. Mẫu này sách nha, hàng hiệu của là New York anh chị. Mình mở cái nắp ra như vậy, bên trong nó có một cái gương kèm cho mình luôn nha. Mẫu này bên trong là lót da, made in Italy. Rồi em sale nhanh cái này cho mình với giá là 780 ngàn. Cái này đang bán 900 anh chị, 780 ngàn. Chốt giùm em mã số là A69, giá là 780. Em còn một ít khăn với cả đồ gia dụng á. Em sẽ tranh thủ sale up cho mình, săn sale cho hết một đợt nha. Và em sắp về đợt mới anh chị, sắp về đợt gia dụng mới. Anh nào chị nào thích đồ gia dụng Nhật hay đồ gốm Nhật đồ đó, hay khăn Nhật đồ đó. Rồi mẫu này rất là đẹp, độc lạ. Để em chỉnh cái này chút anh chị ha, cho nó dễ nhìn cái dáng nè. Đẹp độc lạ như vậy nha, rất mới luôn, mua tặng ok, quá đẹp. Phơm nó độc lạ giống vậy nè anh chị. Rồi chiều cao lên của cái này là được 11.5, cái đáy của nó sẽ được là 20, cái miệng thì bề ngang là được 15 ha. Mình xách như vậy và có cả dây đeo luôn, có dây trong đây nha anh chị ơi, có dây đeo. Rồi dây đeo đây, bên trong là mình đựng điện thoại vô tư ha. Cái này em đang bán với giá là 1,1 triệu và sale cho anh chị với giá là 900, 900 ngàn. Cái này là hàng đợt trước nên em sale nhẹ nhẹ nhàng nhàng ha anh chị, 900 ngàn. Là thật ra cũng không phải sale nhẹ đâu, sale cũng nhiều rồi đó. Giá mã là A70 giá 900. Các chị mình mua cái này tặng là bao đẹp, độc lạ luôn, hàng đẹp, hàng siêu phẩm luôn đó anh chị. Một cái túi này bằng da miếng, phơm đeo chéo như vậy nè. Độ mới này cỡ khoảng 79-80%, xài thì rất bền, đơn giản thôi ha. Có khóa kéo miệng đây, hàng của Hàn Quốc luôn. Có lót cái bên trong là da miếng luôn, người ta không thèm lót luôn. Mình có thể đeo chéo đeo vai ok. Size ngang là được 24, cao lên là được 13. Cái này em sale cho mình với giá là 120, mã số là A71.
Giá em báo là đã bao gồm phí vận chuyển rồi ha anh chị, em đang miễn phí ship á, nên mình yên tâm mà không có cần tính ship nha. Nhưng mà em nhận chuyển khoản đi đơn ha. Em có cái này mới về nè, cái này là hàng thủ công mây tre đan, form quá trời dễ thương, màu tím luôn. Tím này là giống như là tím than đó anh chị. Cái phối trên đây là người ta cũng đan cái quai luôn ha. Còn chỗ này là hạt gỗ xinh lắm, dễ thương quá chừng. Form này các chị mình xách đi làm bình thường nha, chứ không có phải là chỉ có đi du lịch không đâu. Size của nó là 30 nhân với lại 24 nhân với lại 14. Cái này mình treo chơi vô thôi chứ mà có khóa kéo anh chị ơi, cái đó treo làm kiểu đó. Rồi bên chỗ trong này người ta lót vải nha anh chị, hàng có hiệu luôn, được made in Thái Lan, hiệu của nó là Nalaka Nalaka ha, Nalakan hả, giống như trang tiếng tiếng Thái luôn, chắc này hàng của Thái quá đó. Quá đẹp ha, nhưng mà hàng nó từ Nhật về nha anh chị. Rồi cái này chị nào thích thì mình chốt cho em mã số là A72 390.000, A72 giá 390 cho cái túi này. Túi bằng dạng mây tre đan, lục bình đan, không không phải lục bình, mây tre đan gì đó anh chị. Không phải lục bình. Em có một cái túi này thương hiệu Cốt Mỹ nè. Vải phối với lại da, hàng hiệu của Cốt Mỹ nha. Hồi trưa thì em có mấy cái của MacJacobs cũng của Mỹ luôn. Còn cái này là của Cos nè. Cos thì các chị mình hay thích xài lắm. Đó. Này là cái khăn này là không biết phải khăn của Cos không ta. Cái khăn này giống như của chị chủ cũ, khăn của Cos luôn nè anh chị ơi, khăn Cos luôn ha. Nội cái khăn này không là ta bán 300 ngàn rồi đó. Tem tag Cos đầy đủ nha, vải nè, phối với lại da màu đỏ cam. Góc cạnh còn quá đẹp luôn, tặng kèm cái khăn nha. Cái khăn này là cái khăn quấn túi giống vậy đó, mình xài cho túi này cũng được hoặc là mình có cái túi khác mình quấn quai là quá đẹp luôn. Rồi dáng này mình xách tay giùm em ha, size ngang đáy là được 28 nè, chiều cao lên là được 22. Tram đồ này kia mọi thứ còn rất đẹp ha. Còn khoen khóa của có thì anh chị yên tâm, nó rất là xịn. Cái túi mà nó nhừ nó hư hết trơn rồi thì cái khoen khóa nó vẫn sáng trưng vậy đó. Rồi ở bên trong này là lót vải có tag cos đầy đủ nha, lót vải màu nâu quá đẹp luôn. Mẫu này em bán cho mình với giá là 880.000, cái khăn nó còn cái tem nữa nè, 880.000 cho cái túi cos này. Chị nào tín đồ của thương hiệu cos thì mình lấy nha. Mã số là A73, quai đồ này kia nó còn chưa có sờn gì trơn luôn đó anh chị. A73 giá 880, cos mà mình đi săn sale thôi nó cũng 3-4 triệu rồi, chỉ có mua hàng si thì nó mới rẻ thôi và với độ mới cao. Em có một cái túi da bò này của Renoma, form rất đẹp, da cực kỳ chất, form trống, da chất vô cùng luôn. Độ mới nó khoảng cỡ 82-83%. Size ngang đáy là được 24, cao lên là 16 nè, độ dày là được 13 cm. Máy này là đồng giả cổ chứ không phải nó cũ đâu nha, một vài cái vết trầy xước nhưng mà form là cứng ngắc căng đét như vậy. Ở phía sau chỗ này nó có hơi sờn sờn ha, không, nó mặt sau thôi, mặt trước thì ok. Mẫu này dán trống nhưng mà không phải trống du lịch, trống để mình xài hàng ngày đó anh chị. Bên trong là lót vải sạch đẹp luôn. Cái này đang bán 680 và sale cho anh chị với giá là 580 ngàn. Mã số là A74. A74 giá là 580 ngàn cho cái túi này. A74 giùm em ha. 580. Hàng rất đẹp mà giá siêu tốt luôn. Rồi, tiếp tục. Một cái clutch này của Renoma, hồi nãy anh chị nào đã mua cái dây nịt đó, mình lấy cái này luôn đi. Cái tông nó tựa tựa giống nhau nè, clutch Renoma bằng da bò. Còn sổ luôn nha, lót là lót sạch đẹp như vậy luôn. Clutch này dạng như hàng trưng bày chưa qua sử dụng đó anh chị. Bên trong có một ngăn khóa kéo nhỏ có tag Renoma Paris ha. Mình muốn xài dây thì mình kéo ra. Mấy cái chỗ này là do người ta làm cái form cứng đó anh chị, thì nó sẽ có mấy cái lằn này nha. Chứ không có tránh khỏi ha. Gài như vậy thôi, không có ổ khóa chìa khóa gì hết. Cái này là do cái ánh sáng nó bị chá nên chị thấy nó bóng bóng chá chá, chứ bên ngoài người ta đen thù lùi nha. Rồi do cái da nó dày, người ta tự nhiên người ta dán hai cái da lại đó anh chị, cho nên là nó có một số cái lằn sóng nước như vậy nha, không phải là rách lỗi, không phải hư ha. Cái đó là khi mà người ta chế tác thôi. Size ngang của nó sẽ được đó là 26 nè, cao lên là được 16. Cái lằn này là giống như một cái dao rọc giấy gì đó mà người ta rọc chúng nè, cái lằn chỗ này nè anh chị. Rồi rất đẹp ha, em bán mình với giá là 680 ngàn. Mã số là A75, 680 anh chị. A75 giá 680 cho cái Clutch Renoma bằng da, rất đẹp, độ mới cao.
Hàng đẹp lắm. Rồi, cái này là Valentino, có dây đeo chéo luôn. Đấy, Valentino dòng của nó là Novini ha. Có dây đeo chéo, nhưng mà cái size nó như size clutch vậy đó. Bên trong cái lót thì nó hơi răng răng nè anh chị. Nó hơi răng răng do thời gian nha. Còn chìa khóa, đây, còn chìa khóa ha. Bên ngoài thì nó còn đẹp, nhưng mà bên trong thì cái lót nó hơi răng răng rồi. Còn dây đeo luôn. Món này em sale nhanh gọn cho anh chị nè. Mình lấy phụ kiện thôi cũng đẹp nữa. Size 26.5 nhân với lại 19. Em sale cái này cho mình với giá là 208. Cái lót nó hơi răng nhẹ, hiện tại vẫn xài được bình thường ha. Mã A76, giá 280. Tiếp tục. Cái này dán như cái cặp luôn nè. Hàng hiệu của Nazareno Garili. Đó, dán bự vậy nha. Bự như cặp thì em phải để xuống để mình mới thấy hết được cái sản phẩm á. Bằng da bò, độ mới khoảng 88-89%. 35 nè, nhân với lại 38 nè, nhân với lại 28. Giá 4 là vô tư. Mẫu này thì xách tay đó anh chị, không có thiết kế dây đâu. Không có thiết kế dây đeo chứ không phải mất dây nha. Trong lót vải quá đẹp. Đây, tem tag nó đã đây, Made in Italy ha anh chị. Lót vải siêu đẹp như vậy ha. Mẫu này thì nam nữ xài được hết trơn. Đi làm công sở, đi dạy hay là đi công việc gì mà mình cần, hoặc là bữa nào các chị mình thích đó, thì mình đựng 2-3 bộ đồ đi công tác rồi luôn cũng được. Rất là đẹp luôn nha. Em bán cái này cho mình với giá là 750. Mã số là A77. A77 giá là 750 cho cái dáng cặp nha. Nhưng mà mình đựng quần áo được. Đi làm công sở hàng ngày được luôn. Nhìn nó thanh lịch đó. Rồi tiếp tục. Tối nay sale luôn nè. Hàng hiệu đó, Made in Italy đó, form công sở phối màu rất đẹp. Có cái quai này nó hơi bị lão quá, cái da nó hơi mình cầm mình thấy sần sần thôi chứ không dính tay gì hết nha. 40 nè. Nhân với lại 28 giấy A4 vô tư có khóa kéo miệng. Bên trong Made in Italy lót là lót da như vậy ha. Rồi, em sale cái này cho mình với giá là 300 luôn. Sale xả kho chứ độ mới rất cao nha, 300 ngàn. Giá thì đã bao gồm phí vận chuyển rồi, mình không phải lăn tăn về phí vận chuyển nữa anh chị ha. Và mình chuyển khoản giùm em đi đơn. Mã số là A78 giá 300. A78 300 ngàn cho cái túi này. Em có một cái này gì mới về nè. Hàng da đà điểu quá đẹp luôn, còn túi vải đây. Da đà điểu với da độc lạ thì gần đây nó ít anh chị, không có nhiều đâu. Quá đẹp. Form này dành cho các chị các cô mình xách đi làm, đi tám tiệc cũng được luôn. Size dáng nó là dáng xách tay như vậy ha, da đà điểu. Da đà điểu độ mới này cũng cao lắm nha, độ mới này khoảng cỡ 88-89%. Mấy cái chỗ mà nó hơi đậm màu thôi thì nó nằm bên trong thôi, không có thấy rõ đâu anh chị. Độ mới cao. Rồi, size ngang miệng nó là được 26 nè, ngang đáy là 27, cao lên 25, độ dày đáy là được 13. Dáng mình xách như vậy. Rồi. Mở khóa chỗ này, bên trong là có một cái ngăn lớn đây, lót nhung luôn, vi vu khỏi phải lo. Đó, ngăn quá trời ngăn luôn như vậy nha anh chị ơi, đẹp lắm ha. Mẫu này đi làm công sở là đúng bài luôn, khỏi lo. Rồi, cái này chị nào, cô nào mình thích thì mình chốt giùm em mã số là A79. Em bán cái này cho mình với giá là 1050. A79 giá 1050 cho cái túi đà điểu màu nâu. Cái này còn túi vải luôn nha. Đà điểu thì em còn một cái túi pumpkin đó, giá 1 triệu mấy đó, 1,5 triệu hay gì đó anh chị. Da đà điểu form bình thường thì nó vậy, nhưng mà pumpkin thì nó mắc tiền anh chị ha. Đây, nó đây, rất đẹp, rất mới, này mua tặng được luôn, mới hơn cái túi nâu. Pumpkin ha, size ngang là được 32, cao lên 26, độ dày của nó là 13. Khoen khóa đây, ổ khóa đây, nhưng mà cái này nó tiện khi mình sử dụng cái là nó sẽ có khóa kéo như vậy, chứ mình khỏi cần phải bật cái này lên ha. Rồi, bên trong là lót nhung, ngăn lớn ngăn nhỏ nha. Hàng này thì nó có cái thiết kế nó của nó là không có phải là thiết kế dây đeo nha, thiết kế nó là xách tay chứ không có dây đeo. Đó, bên sau cũng có ngăn lót nhung góc cạnh mới cỡ này. Mẫu này mình mua tặng rất đẹp và rất có giá trị ha. Em sale cho mình với giá 1,4 triệu, mã số là A80, giá 1,400. Giá này là giá sale để bán chứ bình thường là giá 1,5 triệu là đã quá rẻ đó anh chị. Mình đi mua hàng để về bán là nhiều khi mình không mua được giá đó đó anh chị.
rất là rẻ nha. Túi này nè, túi này là túi vải nha, túi này là túi vải, vải bình thường thôi, vải phó da. Nó dính dính cái gì vô đây rồi, dướng vô cái móc này đây. Vải phó là da chưa có xài đâu, cái này không phải cót nha, vải người ta làm họa tiết chữ G chứ không phải chữ cờ, chưa xài luôn. 31 nè, nhân với lại 17 ha, có khóa kéo miệng đây. Đấy. Rồi bên trong lót rất là đẹp luôn. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị với giá 120. A81 giá là 120 cho cái túi này. Mã số là A81 giùm em. A81 giá 120 cho cái túi này, quá rẻ luôn. Đã sale là sale tới bến. Nhưng mà em vẫn chỉ bán bằng cái giá em báo trên đây thôi nha. Em có sale gì là em sale hết trên video. Anh chị mình khỏi phải lăn tăn và khỏi phải trả giá, tại vì em cũng không có giảm đâu. Mình trả giá 50 ngàn em cũng không có giảm nữa. Túi này đáng lý là hết rồi nha, nhưng mà em xót kho hết một cái anh chị. Túi này nó là da tổng hợp nha, da tổng hợp hãng á, hàng hiệu của Charlotte and Kay. Mẫu này á, thì ở trên web người ta bán cũng triệu mấy đó anh chị. Charlotte and Kay là một thương hiệu kiểu giống như là Zara với lại H&M vậy đó. Nó không phải là quá luxury, quá cao cấp, giá cao nha. Giá của túi của nó tầm khoảng triệu mấy, 2 triệu mấy, 3 triệu mấy. Mắt kính cũng vậy nha. Đó thì anh, và điều cái mẫu này nó mới lắm, các chị mình mua tặng được nè. Size ngang của nó sẽ được có là 17 ha, cao lên là 13.5, độ dày là 7. Mẫu này đựng vừa điện thoại anh chị. Ở bên trong đây lót là lót vải như vậy nha, dây là dây đeo chéo và tăng chỉnh được, form hộp rất là xinh. Mấy mẫu này các chị em thấy đang bán hàng new á, kiểu như hàng tuồn đồ đó, người ta gọi vậy đó, thì giá cũng tận 5-6 triệu, 5 500 mấy, 600 ngàn đó anh chị nha. Và trước đây em cũng bán mấy mẫu này hình như là 580 hay gì đó, nhưng mà em xót kho một cái em sale nhanh cho mình với giá 300 cho hết hàng ha. Mã số là A82, có một cái duy nhất thôi, 300 ngàn cho túi này. Đừng điện thoại vừa nha, tại vì nó bự chứ không nhỏ đâu, thấy vậy á. Và nó trẻ trung hiện đại mới mẻ lắm. Rồi em có một cái clutch này của Trussardi, chất canvas phối lại da hàng của Ý. Nhưng mà cái phần màu trắng này nó hơi bị cũ nè, nó anh chị nó bị dính cái khác qua. Mình đựng đồ, mình mục đích của mình là mình để mua đựng đồ quan quật thì mình ok không sao, với giá rẻ. Nhưng mà còn mình đi đâu đi đây đi kia với bạn bè đồ này kia thì mình chọn cái khác nha. Bên trong lót vải dập hiệu Trussardi, mẫu này thì giá rẻ thôi. Thường thường nếu mà nó không có bị dơ vậy thì giá nó cũng cao. 25 nè, nhân với lại 22. Mã A83 em bán cho mình với giá là 80 ngàn. A83 giá 80 ha. Mình có mua cái này thì mình nhớ chốt thêm gì đó giùm cho em trên 100 ngàn nha anh chị. Rồi cái này đẹp quá nè, form hộp luôn, sách đẹp luôn. Hay coi có bung ra được nữa không. Da là da xước Vân Tâm rất mới luôn nè anh chị, form rất đẹp, form dáng vừa xài lắm nè, đi làm đi tiệc gì cũng được. Size 25 nhân 23 nhân với lại 10, quá mới luôn, da bò, độ mới cao. Để coi bên trong. Ở bên trong này còn tem luôn nè. Đấy, còn sổ luôn nha. Hàng này là hàng của Italy luôn anh chị. Còn sổ thẻ nha. Form dạng như form Birkin đó, nhưng mà hơi tiếc là nó mất cái dây rồi. Mình có cái dây xích hay là cái dây da màu đen đó, thì mình lấy mình gắn vô ha. Cái chỗ này nó hơi sần sần hai cái sợi dây. Rồi, và mất cái dây đeo. Form này nếu mà nó không có sần cái này mà nó còn dây đeo thì giá nó khoảng 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi nha anh chị. Rồi em sale cái này cho mình với giá là 700 luôn. Mã số là A84, 700 ngàn. Mã giùm em là A84 giá 700. Đẹp lắm. Nó không có phải là ảnh hưởng quá nhiều đến đến độ đẹp đâu. Mà mấy mẫu này mình xách tay nó rất là sang, đi tiệc ok luôn, không có gì phải lăn tăn. Em có một cái clutch này gì đẹp quá nè, bằng da hiện đại trẻ trung, hàng của US Polo, xin 1890. Ủa cái này chất dữ lắm luôn nha anh chị, rất mới nè, rồi mới cao lắm ha. Size ngang là được 32 nhân với lại 20.5. Rồi bên trong là lót vải hàng của Polo, có tem đầy đủ luôn, là made in China. Đẹp á, cái này mới nha, rất mới và hiện đại trẻ trung, nam nữ xài được, gu chất là mình lấy liền cái này. Em bán cho mình 450. Mã số là A85. A85 này giá 450 nha anh chị ơi. A85 giá 450 cho cái cờ lết nè.
Một cái clutch nữa nè, clutch này là của Dunhill. Lâu rồi mới gặp cái dòng Dunhill này nha. Vải màu xanh rêu phối với da màu nâu. Ở bên trong lót sạch đẹp ha. À không, không sạch đâu. Bên trong lót có dơ. Đây, lót dơ nhiều. Trong lót dơ nha anh chị ơi. Bên ngoài thì ok, góc cạnh đẹp. À, bên trong thì lót bị dơ. Như hình. Rồi, size ngang là được 27 nè. Nhân với lại 23. Em trừ điểm cái lót em bán cho mình với giá là 190 luôn. Về xử lý giùm em ha. Mã A86 giá 190. A86 giá là 190.000 cho cái túi này. A86. Một cái túi này mini mini bằng da bò cho nữ nha. Bên trong đó là lót vải như vậy. Mẫu này thì chỉ sắp thôi, không có thiết kế dây đâu anh chị. Size ngang là được 20 nhân với lại 13, C 100. A87 giá 100.000. Mã A87 giùm em giá 100.000 cho cái túi này. A87 giá 100. Rồi. Ủa cái túi này gì xinh lắm nè. Đây. Nhưng mà nó là da tổng hợp anh chị, không phải da thật nha. Souvenir rơm gì đó. Rơm gì? Mexico. Đây là hàng những cái món hàng này để cho khách du lịch người ta mua, người ta về ta tặng người thân gia đình bạn bè khi mà đi du lịch Mexico quá, chắc vậy quá. Mấy này á, là da tổng hợp anh chị. Nhưng mà cái túi đẹp quá ha, nhìn chất chất như sao ha. Lạ lạ, vin vin á. 39 nè, nhân với lại 32. Mẫu này giấy A4 vừa. Rồi dây đeo chéo, rồi xay dây sắp gì quá chừng luôn nè. Có khóa kéo miệng luôn, made in China, lót lót vải. Mẫu này còn mới lắm nha. Có một số chỗ này nó kiểu như là nó bo gốc thôi, chứ độ mới còn cao lắm. Độc lạ nha. Cái này em bán cho mình với giá là 390. Mã số là A88. A88 giá là 390.000 cho cái túi này. Rồi em có một số cái túi du lịch em sale ốp khuyến mãi nè anh chị. Đầu tiên là cái túi đà điểu nè. Túi đà điểu này là tâm đắc cực kỳ luôn á. 2,5 triệu đó anh chị. Nó mới, cực kỳ mới. Đây bên trong nè. Bên trong này là lót vải nha. À nhầm, lót nhung nha. Có khóa, có mấy ngăn nhỏ 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 như vậy để mình đựng đồ ha. Có made in Japan. Có chứng nhận GRA. Có kèm cho mình một cái ví nhỏ. Chứng nhận đà điểu. Rất đẹp. Túi này thì chỉ có một cái điểm trừ là nó mất dây đeo thôi đó anh chị. Và hiếm lắm mình mới gặp ha. Đó, quá đẹp luôn. Độ mới cao luôn, mình mua tặng nhau được á, tặng bạn bè người thân thiết độ ok. Size ngang đáy của nó sẽ được 42 nhân với lại 27 nè, nhân với lại 18 nha. Quá đẹp. Rồi, phía sau lưng có ngăn nữa nè. Em sale cái này cho mình với giá là 2,2 triệu. Anh chị chốt giùm em mã là túi du lịch đà điểu 2,2 triệu. Giá là sale để cho bán ra hàng anh chị nha, chứ là 2,5 triệu là mình khó kiếm mua cái thứ hai lắm á. Em có cái túi du lịch này của Đức nè. Túi này là bị khách trả giá rất là nhiều ha. Lâu rồi em không có về túi du lịch của cái hiệu này. Bình thường túi nó rơi khoảng 4-5 triệu là bình thường. Hàng hiệu của Goldfield anh chị. Độ mới cái da này rất cao nha. 85% là bình thường ha. Bên trong là lót vải hãng như vậy. Hàng Goldfield Made in Germany. Hàng đẹp xịn dữ lắm luôn. Cái này đang bán 1,5 triệu. Đây. Quá đẹp. Không có gì để chê. Da thì xịn nữa. Da của Đức anh chị. Cái này các anh mình xài là đẹp lắm. Nhưng mà nó không có duyên hay sao á. Size ngang là được 47 nha. Bị đem đưa lên khách trả giá quá chừng luôn. Mặc dù cái này là em đã cố tình bán giá rẻ đó. Nhân 30 nhân với lại 25. Đó. Rồi. Đẹp lắm ha. Và em sale nhanh cái này rất nhanh luôn. Cho mình với giá là 1,2 triệu. Chốt giùm em mã số là túi du lịch đen hoặc là túi du lịch Đức. 1,2 triệu, hoặc là cứ chụp giùm em màn hình ha. 1,2 triệu. Túi du lịch em sale hết luôn. Rồi cái túi này là của Gia Trăng. Gia Trăng này đang bán 1,9 triệu. Còn dây đeo luôn, rất là đẹp và ít có gặp lắm anh chị. Gia Trăng thật, bự chảng luôn. Size là được 50, cao lên đó là được 28. Độ dày của nó là 26 nha. Có dây đeo hết anh chị nha. Khoan khóa là mới ken, độ mới cao, 90% cộng luôn. Rất là đẹp, mấy này là hàng siêu phẩm, hiếm gặp. Bên trong lót nhung ha. Rồi. Còn dây nó nằm bên hông nè anh chị. Có dây đeo luôn, nhưng mà mấy mẫu này thì em thấy đựng đồ vô thì nó nặng chịu chịu rồi. Mình chỉ xách thôi chứ mình đeo cũng không nổi đâu.
Sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 1 triệu rưỡi. Chốt giùm em mã túi du lịch da trăng. Máy này là em cố tình sale nhiều, sale đậm sâu để cho hết những cái túi to to này nha anh chị. Chứ là bình thường mình không có mua được giá tốt vậy đâu ha. Em có cái túi du lịch Savato này, nó lõi lót vải bố phối với lại da, và nó đã có sẹp foam giống vậy nha. Cái foam nó đã sẹp giống vậy rồi. Mình đựng đồ lên nó phồng lên ha. Bên trong của nó là lót lót gì quên rồi, lót lõi lót ha. Chưa, để em bật cái này lên cái đã. Đây này, em bán rẻ bán giá lỗi nè, anh nào mình có lấy về xử lý được, hoặc là này mở ra làm sao ta, lấy về mình xử lý, hoặc là mình lấy phụ kiện ha anh chị ha. Ủa cái này bật ra làm sao ta, sao nó dính dính dướng dướng cái gì á. Đây đây, bên trong nó lõi lót rồi anh chị, mình về mình cắt bỏ cái lót giùm em nha. Hàng của Sabato, cắt bỏ cái lót thì nó còn cái mặt trong của cái vải bố ha, và nó có hơi bị dùng cái phơm. Hoặc là các chị mình không có thích cắt lót thì mình tháo cái lót này nè, tháo cái phần phun ra bên bên trong thì nó là một lớp vải nha. Rồi bự chảng luôn. Hàng của Sabato thì nó mắc tiền anh chị, nhưng mà cái này thứ nhất là nó không mới, thứ hai là có vấn đề ha. Hàng này chắc là vintage cổ điển đó mà. 45 nhân với lại 27 nhân với lại 22. Rồi em sale cái này cho mình với giá là 300, dành cho anh chị mình lấy phụ kiện nha. Chốt giùm em mã là túi du lịch lõi lót 300 ngàn. Túi du lịch lõi lót giá 300. Cái túi lăn sale nè, sale đậm đà luôn nè. Lăn sale này hôm trước em sale chỉ có 800 ngàn thôi. Khách chốt xong khách đổi ý nè. Lăn sale Paris. Một cái túi vải bình thường thôi em đã bán 6-700 rồi. Nó không có rẻ anh chị, mà túi này nó to đùng luôn ha. Bên trong đây, hàng này được mắc in răng xịn sò còn dây luôn. Cái này xài biết năm tháng nào mới hư anh chị ơi. Đây nè, quá đẹp, bự lắm ha. Lăn sale lâu lâu mới gặp cái túi du lịch của nó. Size ngang đáy là được 53, cao lên là khoảng 30. Độ dày của nó cũng khoảng là 28, 29 này đó. Sale cái này 600 ngàn. Chốt cho em mã túi du lịch lăn sale hoặc là túi du lịch xanh. Trời, mấy này là em sale cho hết hàng đó anh chị. Quá trời nó bự á, xong cái không có chỗ để em khui hàng mới. Hàng mới về liên tục liên tục. Rồi em có cái túi du lịch này. Túi này là chất da tổng hợp phối với lại da bò nha. Hàng hiệu của Roberta Rossi của Ý ha. Phần màu nâu này là da bò, phần này là da tổng hợp anh chị ơi. Bự lắm. Này là đi du lịch gia đình, đi về quê, đi công tác mấy ngày ha. Này là do để phơm chưa có bự nha, chưa hết phơm á, 60 lần. Bự nhất trong đội rồi. Nhân 30 nhân với cái này là 28, có chỗ móc dây. Độ mới cao anh chị. Độ mới cao ha, đẹp ha, nhìn sang chảnh luôn. Nhìn sơ tưởng là LV không chứ. Rồi à, nhưng mà bên trong lõi lót anh chị ơi. Còn dây đeo nha. Cái lót này mình về mình cắt bỏ giùm em ha. Cắt bỏ là mình sử dụng cái bên trong, ok, hàng được made in Italy nè. Cắt bỏ cái lót giùm em nha, cái này lỗi lót. Em sale cái này cho mình với giá là 300. Chốt giùm em mã là túi du lịch Ý lỗi lót, hoặc là chụp màn hình giùm em ha. Rồi, tại khúc này là em muốn đọc rồi vậy đó, không có ghi số. Chụp màn hình giùm em cũng được. Một cái túi này bằng da tổng hợp thôi. Đơn giản gọn nhẹ da tổng hợp. Nó hơi bục bục chỗ này rồi. Cái này mình xài một hai lần chơi chơi giùm em nha. Rồi 150 cho cái túi này, 150 nha. Size ngang của nó sẽ được đó là 47 nè, nhân với lại 25, nhân với lại 25. Chốt giùm em mã túi du lịch 150 là ra cái này. Đó, da tổng hợp anh chị. Em có cái này mới về nè, cái này chưa lau chùi nha, nó bị dính bẩn dính dơ thôi. Khi gửi cho anh chị thì em lau chùi ha. Mấy này nè, dính dơ nha anh chị. Da bò dập vân cá sấu phô, à nhầm, da bò dập vân đà điểu phối với vậy da khắc phô, màu đen du lịch nha. Nha, cái này khi gửi cho anh chị là nó đẹp gái lên nha. Tại em chưa có lau chùi ở hàng mới về. 41 nè, nhân với lại 27, nhân với lại 21. Dáng này thì mình xách tay giùm em ha. Ồ, cái này mới là mặt trước nè anh chị. Mặt trước nó có thêm hai ngăn này nữa nè, đẹp vậy nè. Đẹp, phần da khắc đẹp đẹp luôn. Ở bên trong là lót da luôn. Trong lót da, không phải lỗi lót gì đâu nha. Lót da sạch đẹp, cái này không có hiệu. Em bán cái này cho mình với giá là 500.
anh chị chốt giùm em mã là túi du lịch da khắc giá 500 ngàn, hoặc chụp bằng hình giùm em nha. 500 cho cái túi này. Em nhớ là em còn một hai cái túi du lịch nữa để em sale luôn cho hết túi du lịch đó anh chị. Quá trời nó chiếm chỗ, cái mình không có khui được hàng mới. Rồi, bởi vì nhiều khi anh chị mình dặn em để dành hàng là thứ nhất là em sẽ bị nhầm, thứ hai nữa không có chỗ anh chị. Đây, một cái túi này, vải phối với là da tổng hợp size nhỏ thôi, độ mới cũng rất ok. Rồi, size ngang của nó sẽ được là 37 nè, cao lên là được 26, độ dày của nó là được 19. Bên trong lót vải nhưng mà nó có hơi ố ố nha, sale cho anh chị cái này 100. Nó có ố theo thời gian, giống như em mã túi du lịch vải sọc 100k. Túi du lịch vải sọc 100k. Hết chưa? Hết túi du lịch hay gì rồi đó anh chị ơi. Hình như là còn một cái túi của thương hiệu vịt Mỹ nữa. Nhưng mà không biết nó có ở đây không nè. Rồi thôi, video sau em sale tiếp đi anh chị ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo. Bye bye.